Lộn anh em. Nay bắt cái tượng làm cá kho lạc với anh em ơi. Qua cái tượng. Đủ ý mẹ á, con cá. Đậu cá này nếu giờ nếu có lấy cái ấy á. Ừ. Cái gì của anh ta? Ừ. Cốt á. Cốt nó. Giải lên đó luôn vậy. Trời ừ. Ơi. Nè. Nó giải dữ rồi. À, khó xử quá. Bắt cái bự gì cũng khó xử nữa. Để cái đầu nó hay gì trời. Ừ. Đầu giải vậy. Cô giải nữa. Nay không đợi chịu chích đi rồi nhậu nữa rồi chích nữa rồi sao? Tao chích đâu? Chích dây vậy về luôn rồi. Chích nãy giờ nhiều lần rồi. Nhiều lần cá nó không chạy. Ừ. Ủa nãy không không nó là bộ vô địa có không cá mạnh dữ lắm rồi vậy? Trời. Một nhoi đúng không? Cái nuôi đúng không? Không chấm cỡ mấy ký với tổng á mình đây cũng mấy ký vậy nè mười mấy ký hay gì hôm nay mấy ký quên mẹ nè cái